bạn hình ảnh của những thầy cô giáo, những người đưa đò không mệt mỏi, đưa từng thế hệ học sinh đến với tương lai vẫn luôn là một hình ảnh thật đẹp đã đi vào thi ca nhạc họa. Đặc biệt là hình ảnh của những cô giáo vùng xuôi đến với đồng bào dân tộc thiểu số, mang con chữ đến cho con em đồng bào dân tộc thiểu số lại là một hình ảnh đẹp, lãng mạn và thi ca hơn nhiều. Nhưng có lẽ là người hiểu rõ nhất điều này là nhạc sĩ Nguyễn Tấn Hùng, phải không ạ? Vâng, chúng ta cũng biết là với những các thầy cô giáo á, khi mà đem những cái bài giảng, cái kiến thức đến cho học sinh đã là một sự hy sinh, sự cố gắng rất lớn. Và đặc biệt với tôi đã nhìn nhận được những bậc thầy cô giáo từ miền xuôi đã đi về những vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc, thì người ta chịu rất nhiều cái khó khăn, nhiều cái thiệt thòi để đem cái ánh sáng văn hóa đến cho họ. Cho nên tôi thấy được những cái điều sự hy sinh, sự cố gắng của rất nhiều nam giới nhà giáo. Vâng, thưa nhạc sĩ, Hiền Hòa được biết là sau giải phóng thì anh có một thời kỳ tham gia phong trào thanh niên xung kích mang ánh sáng văn hóa đến cho vùng đồng bào dân tộc. Thì có vẻ như trong thời gian này anh đã trải nghiệm rất nhiều và đã có những sáng tác trong giai đoạn này, phải không? Khi đất nước mình vừa lúc đó vừa mới thống nhất đất nước, và trong cái thời gian đó thì có một cái phong trào, ta biết là các thanh niên, thanh nữ đã đem đến cái ánh sáng văn hóa, nó gọi là phong trào ánh sáng văn hóa, thanh niên ánh sáng văn hóa về các vùng đồng bào dân tộc, các vùng căn cứ như ở Lâm Đồng chúng ta, những vùng căn cứ là thời xưa gọi là căn cứ Lộc Bắc, Lộc Nam, Lộc Thành, đây là những vùng căn cứ rất nhiều khó khăn. Và những tôi cũng là một trong những người để đi về những vùng đó để tham gia các hoạt động đó. Và chúng tôi đã chứng kiến được có những thầy cô giáo buổi tối, ban ngày thì dạy học, nhưng buổi tối đến thì phải soạn giáo án. Nhưng bình thường soạn giáo án cũng chưa là gì, nhưng mà trong những cái cơn sốt rét, bởi vì chúng ta biết cái khi đó là đi lại giữa vùng căn cứ và vùng bên ngoài là rất khó khăn, thì các thầy cô giáo trong cơn sốt rét vẫn soạn bài để sáng ngày sau lên lớp cho các em. Hình ảnh nó quá đẹp đối với tôi, và nó ấp ủ với tôi từ những năm vừa đầu giải phóng đến tôi mới viết được hơn 10 năm nay bài này. Và bài này cũng là một bài cảm xúc rất lớn của tôi, cảm xúc rất thật, nó đến rất thật tự nhiên. Đây là một, đó là những cái cảm xúc của tôi khi viết bài cá nhân buôn làng. Như dòng suối trong xanh đem nước về tươi mát cánh đồng xa, như đàn đen tung bay đem xuân về thiên tha, cùng đất trời hòa bài ca xuân đến. Tự hào thay em, người con gái miền xuôi đã trở về cùng núi rừng đem cái chữ Bác Hồ về với buôn làng, quên sao được những ngày gian khổ, chàng giao an trong cơn sốt rét, nhưng cặp mắt ngây thơ đang ước khao những kiến thức mới, yêu biên bao những bài giảng, từng tiếng e à vui trong nắng mới, những nét chữ ngây thơ đang khát khao bầu trời rộng mở, em như bông hoa hồng rực rỡ trên buôn làng thân yêu. Quý vị và
Các bạn thân mến, có thể xem như đây là một trong những món quà ý nghĩa nhất để dành tặng cho các thầy cô giáo nhân ngày lễ của các thầy cô giáo ngày 20 tháng 11 phải không ạ? Và xin chúc cho quý thầy cô vẫn luôn tràn đầy sức khỏe và vẫn tiếp tục là những người đưa đò không mệt mỏi, đưa các em đến với tương lai. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng quay trở lại với trường quay của Bình Minh Cao Nguyên.